Xin chào. Chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được gửi niệm lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn an vui, hòa hợp, bình an, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hôm nay thì Hướng Mai vừa làm xong một bộ bàn ghế lưu ý trơn đơn giản được đặt để trên tầng 7. Các cái bộ bàn ghế này là một trong những cái bộ bàn ghế mà rất là đẹp, sang trọng bởi vì chất liệu của nó bằng gỗ mun của Lào và được những người nghệ nhân, những người thợ hàng ngang làm 100% bằng hàng ngang hết và không có một chút gì đó đục. Nên là những cái bộ bàn ghế này thì chỉ cần có một là gỗ là nguyên liệu chính, hai nữa là bàn tay của người thợ hàng ngang, người thợ thủ công thôi mà không cần đến những người thợ đục. Nên là khi mà làm xong thì nó tạo ra được một cái bộ bàn ghế vô cùng là VIP, vuông vắn thẳng phẳng, trơn tru, lau chùi thì dễ dàng, ngồi thì hết sức là thoải mái và hết sức là dễ chịu. Khi mà đặt để trong nhà thì quý khách sẽ thấy là sang vô cùng luôn. Những người mà thích tinh giản, thích tối giản theo phương pháp của Nhật, không thích là cầu kỳ hoa lá, không thích lau chùi nhiều thì đây là một trong những cái bộ mà để thì là tài sản, dùng mãi thì không hỏng mà càng dùng càng đẹp, mà trơn tru hiện đại đơn giản như thế này thì quý khách sẽ thấy là nó rất là VIP, nó rất là VIP, rất đẳng cấp. Và cái vân của gỗ thì như núi, như sông, như mây, như nước, như gió, nên là nhìn đâu cũng nhìn thấy được những cái tinh túy của gỗ và của chất gỗ. Cũng như là những cái bộ này thì nó sẽ yêu cầu những cái người thợ hàng ngang phải thật rất là giỏi, cái nguồn nguyên liệu gỗ phải thật là đẹp thì nó mới có thể tạo ra được bộ bàn ghế đẹp được, bởi vì nó không có hoa lá cành, nó không có gì cả, cho nên là cái chất gỗ nó phải nhiều vân và chất gỗ nó phải rất là đẹp, mà gỗ nó phải xịn thì nó mới ra được những cái bộ bàn ghế vô cùng là chất lượng như bộ bàn ghế này để trên tầng 7. Hiện tại thì Hướng Mai có được một bộ tầng 1 và một bộ tầng 7. Thường thường những cái bộ này rất là hiếm hoi để mà mình có được, nhưng mà đây là một trong những cái bộ bàn ghế mà Hướng Mai vô cùng là yêu thích. Bộ bàn ghế này có thể kê được ở những ngôi nhà từ 25 m2 đến 30 m2 và có thể kê theo hình chữ vuông như thế này, nhà Hướng Mai đang kê, hoặc có thể kê theo hình cái đi văng ở giữa, còn hai bên là hai ghế, kèm giữa là hai cái đôn. Bộ này có 10 thứ và kích thước của bộ bàn ghế này thì Hướng Mai đọc là chiều chiếc bàn là dài 1m70, ghế tức là rộng 1m07 và cao 61, ghế là rộng 1m và nhân với 65 và sâu cao 42, đi văng là 2m65. 2m65 rất là dài. Và nhân với lại 65 chiều sâu và nhân với 42, đôn là 61, nhân với 51 và nhân với 64. Đây là một bộ mà có thể kê được tầm khoảng 25, 30 hoặc là kể cả là 40, 50 mét vuông thì kê cũng rất là đẹp. Vì kiểu dáng của nó đơn giản, trơn tru nên là tối thiểu thì nó vẫn phải là 20 mét vuông mới có thể nên kê bộ bàn ghế này. Nhỏ hơn thì sẽ không phù hợp. Còn rộng thì càng rộng càng đẹp, càng rộng càng thích, càng rộng càng tôn vinh được cái gỗ của nó cũng như là cái chất lượng của bộ bàn ghế này. Đây là một bộ mà Hướng Mai cảm thấy là dùng càng đẹp, càng dùng càng giá trị và không bao giờ lỗi mốt cả, bởi vì cái mẫu mẫu của nó không có cầu kỳ chi tiết hoa văn gì cả, không phải là thời này mới thích mà thời sau không có thích, mà thời nào cũng phù hợp hết. Và Hương Mai xin đọc tặng quý khách một cái sức khỏe nhiệm màu. Tài sản lớn nhất chính là sức khỏe, nhà thơ La Mã. Sức khỏe là điều quý giá nhất trong cuộc sống và cũng như mọi điều khác, chúng ta có thể xem sức khỏe là một thứ hiển nhiên. Có rất nhiều người chỉ nghĩ đến sức khỏe sau khi đã mất nó đi, và khi ấy chúng ta ngỡ ngàng nhận ra rằng không có sức khỏe đồng nghĩa với việc là không có gì cả. Tục ngữ Ý có một câu thể hiện về chân lý sức khỏe: người có sức khỏe là người giàu có, nhưng anh ta lại không nhận thức được điều ấy. Mặc dù chúng ta ít khi nghĩ đến sức khỏe khi còn mạnh khỏe, nhưng bạn vẫn thấy được chân lý của câu này khi bệnh vặt như cảm cúm, hoặc khi bạn có thể làm một chỗ khi không khỏe, bạn chỉ muốn khỏe mạnh trở lại. Và khi ấy không có điều gì quan trọng bằng việc có lại sức khỏe. Sức khỏe là một món quà của cuộc sống, nó là
điều bạn đã đang được nhận mỗi ngày, ngoại trừ những việc phải làm để duy trì sức khỏe hàng ngày, chúng ta cũng cần phải biết ơn vì mình tiếp tục nhận được sức khỏe. Khương Mai thấy là với cái tuổi của mình, bắt đầu 50 tuổi thì đã biết ơn sức khỏe lắm rồi. Bởi vì là có rất là nhiều những người bạn mà thỉnh thoảng mình đi đâu đó với họ, thế xong rồi một thời gian được tin là họ đã qua đời, nên là nó làm cho mình cảm thấy rất là chạnh lòng và thấy là cần phải hết sức là quan tâm đến sức khỏe. Thực sự là không 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 thể nào mà có một cái cuộc sống hạnh phúc được nếu như mà không có sức khỏe, nên là những cái bài này nó rất là chạm chạm đến trái tim của Hướng Mai. Người nào có sẵn lòng biết ơn đối với sức khỏe thì sẽ được ban tặng thêm, và anh ta hoặc cô ta sẽ dư giả đủ đầy. Người nào không có sẵn lòng biết ơn sức khỏe thì những gì cô ta hoặc anh ta có sẽ bị tước đi. Lòng biết ơn là một liều vaccine, là thuốc giải độc và thuốc sát trùng. Và khi nào mà mình có được cái sức khỏe bao nhiêu thì mình biết ơn sức khỏe bao nhiêu thì mình sẽ được cải thiện về sức khỏe bấy nhiêu. Và khi nào mà mình vô ơn đến sức khỏe thì sức khỏe của mình cũng sẽ giảm đi bấy nhiêu. Và sự giảm giảm sức khỏe đồng nghĩa với những cái khía cạnh như là năng lượng sức sống hoặc là hệ miễn dịch, sự tỉnh táo đầu óc cũng như là mọi các cái thứ khác ở cơ thể và trí tuệ bị suy yếu đi. Và biết ơn sức khỏe thì mình sẽ nhận được sức khỏe nhiều hơn nữa, và thông qua cái hiện trạng sức khỏe thì mình sẽ biết ơn được mức độ hiện tại của mình và cảm thấy tuyệt vời mỗi ngày. Và hôm nay với sức khỏe nhiệm màu, Hướng Mai xin kính chúc toàn thể gia đình quý khách có được sức khỏe đủ đầy, luôn luôn được mạnh khỏe và có tràn đầy đầy cái lòng biết ơn đối với sức khỏe cơ thể của mình. Mình còn sống, còn mạnh khỏe thì đã là điều tuyệt vời mà vũ trụ ban cho mình rồi. Và mình còn sống, còn hiện diện trên cuộc đời thì những người thân xung quanh của mình cũng sẽ được năng lượng tỏa đi từ cái gọi là dòng suối mát, cái sự cam lồ, cái lòng từ bi của mình. Mỗi khi mình học hỏi được những điều hay thì những người thân của mình cũng sẽ được được hưởng những cái điều đấy, bởi vì mình luôn luôn chia sẻ lan tỏa cho những người thân xung quanh hoặc bạn bè của mình. Đấy là một trong những cái điều mà cái cuốn sách này dạy cho mình, cách là hãy biết ơn sức khỏe. Kính chúc toàn thể gia đình quý khách luôn an vui, hòa hợp, bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng, thành công. Quý khách có thể like, comment và chia sẻ những cái video của Hướng Mai, và có thể đến số 1 Hướng Mai Center, công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai, và gọi điện theo số 0972 514 668 0912 298 044 để được tư vấn. Hướng Mai xin được trân trọng biết ơn và chúc toàn thể gia đình quý khách có được sức khỏe nhiệm màu. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.